thì quy định cái này nhé. Có ai chả mà thuê đi hành hết qua đây mà ăn rồi mà cứ nói chuyện với boyfriend với anh nào đó không? Hả? Hả? Thằng nào vậy? Ăn rồi cả ngày cái ôm cái phone. Đấy, bỏ mẹ. Dẹp, dẹp. Ôi trời ơi. I hate you, I don't like you. Ôi trời đất ơi. Ăn rồi ôm cái phone. Ở trời, nó mới vừa mở cửa vô nó bắt quay phim, nó chửi hết nguyên tràng vậy đó hả? Ăn rồi cứ ngồi ôm phòng cái ngày nói chuyện nhai vậy? Hả? Tốt tiền tốt bạc qua đây ngồi ôm cái phòng cái ngày. Xong không chửi nữa, I'm back.